Đúng rồi. Đúng rồi. Này nguy hiểm này cả nhà ha. Con lên thì lên được, con là lên không lên thì được, nó động động nó đổ luôn. Xuống ở chỗ này nè cả nhà ha. Ở đây xuống đó cũng khoảng trên 20 mét đó cả nhà. Không có ma sát được á, là cả nhà thấy những cái lằn bánh không? Bây giờ là 450 người luôn. Thật sự là hồi nãy vô đúng đằng đó nó vô cũng ớn rồi cả nhà. Cái này nguy hiểm nha cả nhà ha, rất là nguy hiểm. Nãy giờ con đường Vũ đi từ ở ngoài xã vô thì nó sạt lở rất là nhiều nơi luôn. Điều là dân với chính quyền đã khắc phục cho xe chạy được á, còn ở chỗ này nhưng mà không biết sao nó bị trùi ngược lại giống như ít ma sát á. Ở dân sống ở ngoài này họ rất là hợp phòng á mọi người. Nó cả nhà thấy không, nhà dân người ta đang sống ở dưới đó nữa kìa. Đó. Dân người ta đang sống ở dưới đó cả nhà. Đây chẳng còn nhiều điểm giống như vậy nữa không chị? Đường này là đường đi tốt nhất rồi, nếu mà đi đường cắt này nhiều điểm á, cũng có đấy nhưng mà nó chắc là nó không bị như này. Cái này là không may nó bị sạt thôi. Không bị. Xe vẫn đi được mà. Xe này đấy là đi bị trượt. Xe to vẫn quăng. Xe nó bị trượt á, nó không có sự ma sát á. Thôi nếu mà bò chậm thì qua được. Tại xe này chắc nặng nè. Nặng cả nước thôi. Nặng thì lên được, con xe ben kia lúc nãy nó không lên được, nó đây thôi nó tụt lại. À chứ nó đi xe không, nó đi một cầu nó không lên được. Chiếc xe không mà phải lùi xuống luôn ha. Ờ cả nhà, cái đường nó mấy bánh là không có ma sát được á, là cả nhà thấy những cái lằn bánh không. Bây giờ từ từ để nó đào, lấy cái mới. Bây giờ qua phụ anh em đi ha cả nhà ha. Qua phụ anh em đi, mượn tay. Phải nhờ nhiều người mới được, ảnh đang đi xuống kìa. Nước là nước sao, nước là nước sinh hoạt hết ta, phải không? Thì... cá. Cá hả? Cá đem lên đem cho trong. Chưa chạy nha. Anh xuống người nhiều người đó đi. Con lên thì lên được, con là lên không lên thì được, nó động động nó đổ luôn. Chỗ này là nó bị rở thôi. Cái phần đất ở ngoài đó là không phải là cái đất kinh nạc ở trong này đâu, cái phần đất ngoài đó là cái phần đất sạc á. Cái này bây giờ nó một cầu không lên được. Ngoài người hỗ trợ kéo ra không bao giờ lên được. Để lấy cây quay. Giờ là 450 người luôn. Có ai có đâu mượn cái xe đi mua cái dây thừng. Rồi khỏi đây anh ơi. Cái xe kia. Cái xe xanh xanh đó, xe của chú. Dạ vâng, đem đi mua. Chị này người dân ở đây này, em không phải người dân đây đâu. Nhưng mà em cứ đi mượn để mua thôi. Người quen thì người ta cho đi mượn thôi chứ không phải người đây đâu. Không, họ bảo bây giờ các bác bảo phải kéo lên trước, nó sẽ đổ. Đang lên, đúng rồi. Người kéo người đẩy luôn nè. Mình hiện tại là đang hiện tại mấy toàn rất là nguy hiểm luôn. Chút xíu nữa là phải đẩy lên mà không biết có đẩy lên được hay không, tại vì bên đó là không phải là đất thịt, dạng như đất đầu nó tươi chú rồi người ta cầm be thôi ha. Rồi như đẩy ra cứ qua cái lái không có nhiều quá thì đúng luôn, thì cũng hy vọng là chiếc xe đẩy rồi kéo lên được thì mình mới đi được cái con đường này. Hồi nãy có chiếc xe ben đi sao? Hồi nãy chú kể có chiếc xe ben đi xe chiếc xe tải này nè. Mà lên không được, tuột dốc xuống. Tuột ngược xuống. À có xe ben mà cũng bị tuột luôn hả? Tuột ngược lên nổi. Dạ cái dốc này cũng có mấy dấu lằn bánh nó không ma sát được đó, tuột ngược đó. Mấy chiếc xe mình cũng đi được hay không? Xe mình bò bình thường. Trơn á, hiểu không? Xe mình tới 4 cầu không nói gì trời. 4 cầu. Cầu 4 người lại. Ở đây là thuộc xã Kim Sơn hả? Đúng rồi. Xã Kim Sơn. Từ đây đến làng lũ là còn mấy chục cây số. Đây mình bảo yên luôn. Từ đây đến làng lũ còn mấy chục cây số nữa là
gì cũng biết được. Nó còn... nó yếu mà cứ đổ xuống hoài. Mà muốn qua được chỗ này là phải đào một mét nữa. Ở đây nó sẽ có những chuyện gì nữa. Ai không muốn mình đi sớm đâu. Thật sự là hồi nãy Vũ đứng đằng đó nó Vũ cũng ớn rồi cả nhà. Tại vì trên đó Vũ thấy phát hiện có những cái lặn nứt. Những cái lặn nứt nhẹ. Tại mưa mấy bữa gài á, đất nó mì mất cái nè. Núi này núi đất chứ không phải núi đá. Đất nó mì mà nó dễ sạt xuống á cả nhà. Bây giờ bà con đang tính kìa. Kiếm một cái phương án nào đó để kéo cái xe tải lên mà giờ không biết gì sao mà kéo lên được luôn cả nhà. Đó bây giờ. Trời ơi, giờ móc đất nữa kìa cả nhà. Cái chân núi nó bị yếu rồi mà phải móc đất đó. Tránh rồi chứ. Chắc là lọt rồi. Đúng không? Đây cho tải ra. Đây cũng có rất nhiều những anh trai là chuẩn bị phụ kéo nè mọi người. Bây giờ một phần cầm ra một phần đẩy. Đấu điện. Giống như là của càng canh càng siết nha. Mà ông lái xe. Đây là cô bạn được phát ra từ đâu ra từ đâu. Ra mạnh quá. Dân không thể chạy đâu. Không ra mạnh quá nó sẽ giấy mà nó văng ngay. Là bao nhiêu dây là bao nhiêu con người hai bên. Cộng với ở dưới đẩy nữa. Không có ít đẩy. Chúng kéo xong một lần này đẩy. Buông cái mối lại thôi. Anh đây phải. Một phát nữa lên rồi. Xây một trời ơi. Xây một vòng vô lăng nữa. Ship ơi. Lái xe mà đi con vào cho xe đi cả. Em ơi. Cho vô đẩy xíu đi. Thôi vậy. Con lùi ra. Sẵn chớn đi luôn anh ơi. Xe của em lại đi ông kia cái đít nó văng vào xe vào chỗ em ngay đấy. Nó quay đầu hơi khó, còn mấy cho nó chạy thẳng lại đây luôn nào. Em lên hẳn cái này đây. Em lên hẳn cái này đây. Xe nó cũng nặng. Anh biết rồi nhưng mà có tôi lên chỗ này hẳn cái này này. Thấy vậy được rồi nè. Được rồi.
Rồi, rồi bây giờ bắt đầu tiếp tục kéo nữa nè. Rồi cuối cùng cũng lên được rồi cả nhà ơi, quá mừng rồi. Rồi cuối cùng là cũng lên được rồi mọi người. Quá trời bà con mừng luôn. Chung quá chiếc xe tải đó cũng may mắn đó cả nhà, cũng rất là may mắn luôn á. Đây là đường thôn mà đã đông thế này rồi. Bây giờ mình cũng lên đường tiếp cả nhà ơi.